Thiên Tâm lúc trước cách đây 3 năm 4 năm là ít, rồi bây giờ Thiên Tâm Đạo là nhiều người biết, đầu lan gần nó sẽ lên cấp số nhân trong mà cấp số cận, thì cái từ đó là cái đất nước mình là có phước đó. Cái đó là sư phụ biết hồi xưa Chúa chỉ nói có một nhóm người thôi, bây giờ là 3/4 địa cầu. Ông Mohammed chỉ có một cái bà vợ là đệ tử đầu tiên, Chúa Giêsu nữa đệ tử, Phật Thích Ca có một người nên nhớ. Hôm nay cả huống hồ chi là mình bây giờ là có ở Mỹ là 5-7 nghìn đệ tử, anh là đích tay hộ vệ anh chát, còn mà âm thầm theo mà không dám đeo dấu bên Việt Nam là mấy chục triệu người, tại mấy vị nói cả tăng ni cũng có theo mà tự lén lén mà hướng về Đông Bắc á, họ vẫn tu chùa nhưng mà người ta không biết, thì cái số lượng đông, nhưng mà cái quan trọng trước mắt sư phụ đã giải thích, bây giờ nhà mình đang cháy, 99.9 triệu dân đang đói và sắp sửa phỏng, sắp sửa cháy, mà cái nghiệp thì cũng còn rất là sâu dày, mà muốn cho lẹ đó là phải thêm nhiều nữa thì nó mới kịp. Chứ còn mà như kiểu con nói một ngày chừng vài nghìn người vô thì cái đám này chắc nó thành ra là zombie hết, là đồ đồng đồ đá, xã hội chủ nghĩa làm sao mà là chữ X chữ O của ông Bùi Hiền nữa, thì lúc đó là thôi họ thiên chúng ta là bó tay hết.